Đây lại người như cây ấy nhỉ, cây người được bóng rộng, được bóng rộng. Tí đi em gọi nhá, tí đây, tí em gọi, tí em gọi nhá, cứ xem tí em gọi. Đúng rồi, xe máy kìa, anh nhìn cái tay cầm pháo rồi. Cắt củi được không? Anh nói chán. Đi hợp lý thì mua theo hình thường hướng làm. Mấy đồng? Mấy đồng? Chục à? 10 triệu. Rồi ra đi con nào đấy? Tập số, cái đinh năng còn còn. À kìa, 4 lít à? Rồi đi qua cho người số vào thằng nào? Đấy, đọc số đấy. 0982. Rồi, cứ đọc 705 096. Rồi. Xin các bạn hãy liên hệ nhá. Rồi. Một con người mà có cây và đẹp nhất chợ đấy. Người đẹp nhất đúng không? Đẹp dai. Không, cây cũng đẹp nhưng người đẹp. Đẹp dai không ai bằng. Người như cây. Người mét mốt bảy đô. Một người đây, đây anh em xem này, người cũng mét mốt bảy đô này mà thấy. Đây này, ôi đấy, cao hơn cây nhiều. Hả? Cao hơn cây nhiều. Đấy, cao hơn nhiều. Các bạn chia sẻ ủng hộ mình nhá. Nghệ danh là gì nhỉ? Gái quê nhá. Nghệ danh là gì nhỉ? Nghệ danh là xuống trước. Cái này cái gì ạ? Trước. Trước trước cái đó, trước sau rồi đúng không? Trước sau như một đây. Trước sau như một. Bóng rất rộng, trực. Làng. Soi con Tam Sơn này. Khi là nhiều anh thích Tam Sơn. Dưới hả mấy? Con này gấu phết nhỉ. Mới đất lên nhưng mà gấu đấy. Con này bán rồi. Bán rồi à? Mấy đồng rồi bác? Bao nhiêu đó? 4 triệu rưỡi. Được, con này rất mới lên nhưng mà nuôi được. Gấu. Đây là làm đốt cái cọn mà. À, bắt cọn. Làm đốt cái cọn. Làm đốt cái cọn. Cân lý bao tiền? 12 triệu. Đấy. Đấy, về thay bỏ cái chậu. Đầu răm nhá. Thay bỏ cái chậu đi. Lùn hơn cả người. Đây là như người. Giống người, những người. Nhìn nghệ sĩ đấy. Rất nghệ sĩ. Đấy bác đang báo giá bao nhiêu bác? 12 triệu. Lý được mà. Đi móc được ở đâu ra? Giỏi phết đấy nhỉ. Phải là đi móc được giỏi đấy, bây giờ bọn nó săn ghê lắm. Để móc đi chú. Quê. Đây là à, dưới à? Không phải là cứ đèn, nếu mà đèn có như cái này là không mua. Chào nghệ sĩ. Có cái quà gì đấy? Bác này có sạc thì bác này có thiếu bầu rồi. TX bán rồi à? TX bán rồi. TX. Bán TX hôm trước cái gì? Bán rồi thì... Không, còn bán TX hôm trước rồi. À gì ạ? Hôm trước cũng là bán TX rồi. Này cho nó xuống đi nữa. Nó đang cứng. Thế thôi. Ngọn thì có rồi. À, ngọn. Đấy. Nghệ sĩ trước sau như một. 982705096 đây. Đấy. Số của nghệ sĩ đấy. Bây giờ cứ đọc luôn số sống này đó, về đó phải viết lên. Mày lấy đâu viết gì? Đấy, cuối tuần đông lắm. Nhiều anh em lên. Xin cảm ơn nghệ sĩ xuất trước. Đấy, có mấy cái cây trước rồi. Cây linh sam hôm vừa rồi bắt ra. Ui, xanh xanh quê. Ướt hết người rồi này. Đây là người này.
À, nhà vườn đến từ mấy nhà vườn đến từ Bắc Giang này. Soi con này hay không soi con này à? Mày soi nhiều lần rồi. Nhiều phiên rồi. Nhiều phiên rồi. Đấy. Bảo là mẹ rất lâu ngày vẫn cây này không bán được. Chết giờ. Thâm thâm thì không quay cây mai cái gì kia cũng phải được chục lớp đến mà. Để làm gì mất cây thôi. Bán hay không thì chứ. Nó mất cây chứ gì. Đem này phải cho nó mất đi. Để còn vào bên đó. Đây à. Để làm cái chương trình gì đấy. Đây, đi ra đây lặng hàng thôi. Chỉ như bán ra ra vào bên chán. Ở đây, kiện đây. Kiện đây. Này, đang hỏi này. Bây giờ mấy ông hỏi với tiền này. Ba hàm dưới. Con dưới này mẹ cứ như hoa giấy nhỉ. Tam sơn đây. Tam sơn à? Mẹ hoa quả sơn thì đúng hơn. Anh ba cái đa này cái bóng tốt đấy. Đây à, anh Kiện là mấy cây này à? Không, có anh con này. À đúng. Cây quê cây đẹp quá. Xinh thế là giá hợp lý không mà vậy. Sạch sẽ. Trực đóng chuẩn. Cây của anh Kiện đó. 3.5 đồng. Xinh xắn. Giao dịch thành công đi cho vui. Alo. Cây tốt này nhìn phê quá nhỉ. Cái này của bác nào quá nhỉ? À đây, đứng nước rồi. Cái chợ thì cứ lộn nhộn thì chả biết của ai với của ai. Nhìn đẹp lắm, cái này thấy cái chậu thì đẹp lắm. Sung túc đó. Già chân vệ đẹp, chân vệ đẹp. Đây cái chậu đi nhìn nó đưa nhìn nó đẹp. Rất già vệ đi khỏi cái bàn đồng lá đỏ. Đấy, túc này mấy đồng vậy? Mỗi nơi gọi chỗ thì xì đề, chỗ thì túc, chỗ thì sụp. Ở đấy mỗi loại một... có ông lại còn gọi là gừa. Gừa là khác. Biết rồi, ý là có ông lại cứ gọi là gừa. Gừa là cái thằng xì trắng. Rồi, ý là nhiều ông cứ gọi là bạc. Uống lại gọi xì đề. Loạn hết cả. Cái này cũng được. Được đấy, cái này thay cái chậu đây nó nổi. Nhìn, không phải thay chậu. Chứ nhìn này ít người biết. Lôm nhôm. Chứ chân đấy độ tuổi với dáng được. Đó. Đâu có phải là 2 năm mà nó được đâu. Rất nhiều. Cái này lâu, cái này lâu. Đấy. Trắng. Bao mấy triệu? 8 triệu. 8 triệu. Cả đấy có phải ông đấy không? À đúng không? 8 triệu. Chuyện. Đây đây đây. Giải quyết. Đấy, đang có khách hỏi có tiền này. Chợ sớm nè. Mặt này mặt chính nó, mặt này nó còn bị hơn. Nên thay nó trồng nhỏ. Bây giờ mẹ vác cả cây cái chậu này lên thì ố. Các anh ta nhìn thấy cái lợp đỏ là bắt mắt.
mặt mặt ok sang bác Hòa taxi thì mua này gắt nó đẹp luôn, có mùa rét mà căn nhà nào đỏ tít tít dài quá phải không dài thì nó mới đường tay ok nhìn cái bệ là gì còn chỗ nào nó to quá cái bệ như thế này rồi còn chỗ nào nó to quá chiều dài thì dài thì nó khoe nó cái tán nó như này đúng đấy. Rồi tán ra mà đây cho cái tiểu cảnh con trâu con chiếc vào đây nữa thì cái, hài hòa cái khay thì vẫn là bầu dục thôi nhưng vứt cái khay này đi khay vẫn phải khay bầu dục cái đâu này cái này còn hơi chật thì nó lòi nó bùn hết dễ bộn hết ra cái kìa tràn mặt chậu bùn hết tràn chậu ok ok của các quay tới cây của bác nha con thua con thua đấy con này thì này cũng dưới thì các bác có thể nói không đi triển lãm đây tuyệt vời rồi răng của nó này những bản của bác Hòa hay là bác gì đấy cây suối của mình à bác ơi dạ, vâng ạ. Bao nhiêu tiền đấy bác 60 triệu ấy ạ 60 triệu cái dầm của nó này quá kinh điển này cái dầm quá kinh điển 60 triệu suối này dầm của nó dã man ừ điển điển bao nhiêu năm nó bây giờ dùng ra dầm của suối là vô đối đang là 60 triệu dăm của dưới một đôi đây chuẩn bị lún cún lún cún này đấy cứ được dăm lại bỏ bớt đi không lại được dăm lại bỏ bớt cho nên nó được như này dăm nó có tỉ kìa